Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Nhân kính chào anh Xin kính chào bà Nhất Anh và xin kính chào quý vị thính giả. Thắng. Chương trình ngày hôm nay thì hôm nay anh Thắng tới đây và anh Thắng có thể giới thiệu cho Nhất Anh cũng như là khán giả của Người Việt TV về một cái thác rất là nổi tiếng ở Mỹ, mà còn ở Mỹ mà nói riêng nhưng mà là ở Bắc Mỹ nói chung, đó chính là thác Niagara, được không anh Thắng? Niagara Falls, nói đến cái thác này thì đây quả thực phải nói đây là một trong những cái thác rất là nổi tiếng trên thế giới, không những nổi tiếng về cái cảnh mà nó nổi tiếng về nhiều nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất là về cái không gian của nó, cái thứ hai là về cái năng suất, cái hiệu suất của nó, và cái thứ ba nữa là đây cũng là một nơi chốn rất là thu hút du khách khắp nơi trên thế giới đến. Có lẽ vì cái thứ nhất là về cái an toàn của nó, cái thứ hai là về những cái gọi là cái kỹ nghệ du lịch đã phát triển rất là cao tại khu vực của Bắc Mỹ nói chung và khu vực Niagara Falls nói riêng. Thì trước tiên á, người ta nói tới cái thác này, người ta biết là nó nằm ở bên bờ đông của nước Mỹ, thì nó chính xác Đúng. hơn là nằm giữa Canada với lại Mỹ, đúng không anh Thắng? Thác Niagara Falls thực sự, nếu trước khi chúng ta nói về thác Niagara Falls thì có lẽ chúng ta nên tìm hiểu một chút xíu về một cách cái tổng quát của nó trước. Thì cái tại sao nó hình thành cái dãy thác này? Cái dãy thác này thực sự đó nó là một cái nối liền giữa cái thác gọi là Lake Erie với cái thác Ontario ở phía miền Bắc Mỹ. Nhưng mà nói đến hai cái thác Ontario, Lake Erie thì chúng ta phải nói đến ngũ đại hồ của khu vực Bắc Mỹ. Nói đến ngũ đại hồ đó thì chúng ta nhớ tới năm cái gọi là cái hồ rất là lớn, mà nói chung thì tiếng Mỹ thì họ gọi là Great Lakes, thành thử đây là những cái khu vực toàn là hồ thôi. Mà nói lớn nhất thì chỉ phải nói đến cái hồ Superior, cái thứ hai là phải nói đến cái hồ Huron, thứ ba là Michigan, thứ tư là Erie và thứ năm đó là Ontario. Thực sự khi mà nói đến năm cái ngũ đại hồ này đó thì người ta tưởng mình phân chia khác nhau, nhưng thực sự năm cái hồ này đó, nó lại nối với nhau thành ra một cái diện tích của nó chiếm một cái khoảng không gian rất là lớn ở trong cái khu vực Bắc Mỹ. Thành ra khi mà cái hồ Lake Erie đến cái khu vực của cái Lake Ontario thì cái khu vực cái hẻm vực nó đã bị sập xuống, nó bị sập xuống thì nó tạo ra một cái cảnh rất là đẹp. Tại vì nhất anh cứ tưởng tượng hai hai cái hồ đang nối nhau, tự nhiên có một cái hồ sập xuống và nó bao nhiêu nước nó đổ dồn Nó xuống đó tuôn hết, xuống. nó tuôn xuống như vậy, thành ra nó rất là đẹp. Thứ nhất là đẹp, mà thứ hai thì chúng ta cứ tưởng tượng nước của năm cái hồ lớn, bốn cái hồ kia đó nó sập với nó dồn hết về cái nơi mà cái hẻm vực đó nó đổ xuống như vậy, thành thử cái mực nước rất là lớn. Mực nước của cái thác Niagara Falls là lớn nhất thế giới. Thành thử chúng ta có đến nơi, Nhất Anh có đến đi xem những cái cảnh nước bắn lên, hoặc là Nhất Anh đi thuyền xuống dưới để đi sát vào ngọn thác Niagara Falls thì chúng ta mới cảm nhận được như cái gọi là cái vĩ đại và cái gọi là cái khủng khiếp của cái power, sức mạnh của thiên nhiên. Thành ra ở đó thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận hết sức là đặc biệt. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đang nói về cái sự hình thành của cái ngọn thác này thì đó là một cái hai ngọn thác nối lại với nhau, nhưng mà thực sự giữa hai ngọn thác thì nó được nối liền qua một con sông, và con sông đó là gọi là cái con sông Niagara. Và cái con sông đó khi mà nó nối đến cái khúc của cái thác Lake Erie thì nó sập xuống đó, thì nó tạo ra một cái dãy thác đặc biệt. Thì cái dãy thác này hôm nay chúng ta nói đến đó thì thứ nhất nó mình gọi chung nó là Niagara Falls, nhưng mà thực sự thì nó có ba cái ngọn thác khác nhau. Thứ nhất cái ngọn nhỏ nhất nó đọc là Bridal View Falls, thì Bridal View Falls là ngọn thác nhỏ nhất, nhưng cái ngọn thác này nó nằm phía bên Mỹ. Tại vì chúng ta cần nói thêm một chút xíu là cái thác này, cái dãy thác này đó nó được chia đôi ra cái biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ của chúng ta, thành ra hai cái thác nhỏ thì nằm bên phía Hoa Kỳ, còn một cái thác lớn là cái thác móng ngựa đó, hoặc Sioux Falls đó, thì nó nằm hầu như thuộc về Canada. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là cái thác thì nằm về phía Canada, nhưng mà thực sự cái mà là đẹp đó, là chúng ta đứng cả hai phía đều xem được. Thì đó là một cái về cái cấu tạo địa lý cũng như cái vị trí của cái thác Niagara Falls ở phía Bắc Mỹ. Thì nhanh được biết là cái thác này nó nằm giữa, như nãy anh Thắng nói là nằm giữa Canada với lại Mỹ. Thì nếu như mà theo nhanh nhớ là ở Canada thì nó là ở thành phố Toronto, đúng không anh Thắng? Không, không.
Chứ là nó ở đâu anh Thắng? Cái đặc biệt đó là nếu chúng ta nếu mà nhất anh muốn đến khu vực của Niagara Falls, nếu chúng ta đi về phía Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ phải bay đến hoặc chúng ta đi lái xe đến Buffalo, thành phố Buffalo. Buffalo là một cái thành phố nằm trong cái New York State, tức là cái tiểu bang New York, nhưng nó nằm ở phía tây bắc của cái tiểu bang New York. Trong khi New York City đó thì nằm ở phía gần biển Atlantic. Thì hai cái thành khoảng cách đó cũng khá xa nhau, hơn 300 miles chứ không có gần. Chúng ta đến cái thác đến thành phố Buffalo đó, thì từ Buffalo chúng ta có thể lái xe đến đến Niagara Falls không có xa lắm, độ chừng 20 miles gì đó thì chúng ta đến cái dãy thác đó. Và ở đây chúng ta thấy một cái cảnh gọi là cái cảnh sắc về thiên nhiên, về sức mạnh của thiên nhiên, rồi đẹp lắm. Nó có những cái đẹp tại vì cái ngọn thác Niagara Falls, cái mức nước nó đổ xuống cái thác rất là mạnh. Thì chúng ta đến đó thì cái dãy thác này nó nằm giữa hai thành phố, nó gọi là Niagara Falls on the Lake. Nhưng mà Niagara Falls on the Lake lại có hai thành phố, một thành phố phía Hoa Kỳ, một thành phố Canada. Thành ta gọi là Niagara Falls on the Lake Canada, Niagara Falls on the Lake USA. Thành ra tùy theo mình đứng ở phía nào thì nó thuộc về cái thành phố như vậy. Thì trước khi đó, từ đó mà tới Toronto là chúng ta lái xe cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Thì nếu mà nãy anh Thắng có nói đó là ở trong cái thác nó còn chia ra ba cái thác nhỏ nữa, thì trong ba cái thác đó thì anh Thắng thấy cái thác nào là đẹp nhất, hay là cảm nhận của anh Thắng như thế nào? Nếu mà nói đẹp nhất thì chúng ta không thể nào phủ nhận được cái thác Móng Ngựa. Thác Móng Ngựa là một cái thác không những nó đẹp nhất, nó lớn nhất mà nó mạnh nhất nữa. Mà nó nằm ở bên phía Mỹ đúng không? Nó nằm ở phía bên Canada. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì bên phía Hoa Kỳ chúng ta vẫn có được nhìn cả cái ba ngọn thác này. Dĩ nhiên đó, thì Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ có được hai ngọn thác là American Falls với Bridal View Falls. Nhưng mà hai ngọn thác này nhỏ lắm. Nhất anh cứ tưởng tượng là 100% nước chảy xuống đổ xuống thác như vậy nhé. 90% là nước nó đổ về phía cái thác Móng Ngựa rồi. Chỉ có 10% nước nó đổ về phía bên thác American với là Bridal View Falls thôi. Thành thử cái mực nước đổ của bên phía Hoa Kỳ của chúng ta đó, nó đổ nhưng mà nó không mạnh như bên cái thác Móng Ngựa. Nhưng mà cái đặc biệt đó, Hoa Kỳ có được hai ngọn thác, Canada chỉ có một ngọn thác thôi. Nhưng mà có lẽ là tạo hóa đã ban cho Canada một cái tốt hơn bên phía Hoa Kỳ, là nếu chúng ta đứng ở phía Canada đó là chúng ta hình dung ra được tất cả ba ngọn thác, view được cả ba ngọn thác, nó rất là đẹp. Tại vì trước mặt mình là ba ngọn thác nó sừng sững trước mặt đó. Còn chúng ta đứng ở bên phía Hoa Kỳ đó thì bây giờ thì ở phía Hoa Kỳ cũng đã được thay đổi rất là nhiều để cho thu hút du khách đến phía Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà chúng ta ở phía Hoa Kỳ chúng ta vẫn không thể nào ngắm 100% cái cảnh sắc của ba ngọn thác được hết bằng cái phía bên Canada. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Thưa quý vị, chương trình sẽ trở lại vào kỳ sau. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại chương trình ngày hôm nay với chủ đề là thác Niagara Falls. Trong phần 1 thì mình đã nói trước về ba cái thác, thì hồi nãy anh Thắng có nói là cả hai bên đều có những cái đẹp khác nhau, nhưng mà hình như là ở Canada đối với anh Thắng thì nó đẹp hơn đúng không anh Thắng? Chắc chắn là không phải mình tôi đâu. Mà hầu như du khách khi đến Niagara Falls á, thì dĩ nhiên chúng ta phải đến cả hai phía để chúng ta thưởng thức được cái không gian của nó. Cái không gian của phía đứng Hoa Kỳ, chúng ta nhìn cái view khác. Chúng ta đứng ở bên này thì chúng ta nhìn được những cái building, những cái thác Móng Ngựa, cũng như là cái hình ảnh sinh hoạt ở bên phía Canada. Nhưng nếu chúng ta đứng ở bên không gian của Canada đó, chúng ta nhìn ngược qua bên phía Hoa Kỳ đó, thì chúng ta xem được toàn bộ của ba ngọn thác cả. Thứ nhất là ngọn thác nhỏ là Bridal View. Cái thác thứ hai là cái thác lớn hơn một chút, đó là Americans. Cái thác thứ ba là thác Móng Ngựa, có nghĩa là Horseshoe Falls. Đó là ba cái thác mà chúng ta có thể thưởng ngoạn tại khu vực của Niagara Falls. Niagara Falls là cái tên gọi chung thôi. Còn khi đến đó thì Niagara Falls nó chia thành ba ngọn thác mà tôi vừa trình bày. Nhưng mà bây giờ đó thì nếu mà Nhất Anh có dịp đến bên phía Buffalo đó, tức là phía Hoa Kỳ đó, thì chúng ta vẫn được thưởng thức bên phía Hoa Kỳ bây giờ đó, là cái không gian của bên Hoa Kỳ đã thay đổi rất là nhiều. Ở bên phía Hoa Kỳ thì giờ người ta đã làm con đường hành lang chạy dọc theo ba ngọn thác hết. Thành ra chúng ta Nhất Anh đến, Nhất Anh có thể đứng ở trên cái cầu đi vòng ra phía ngoài, nhìn ngược về lại
ngắm được cái cảnh của cái American Falls, Bridal View Falls và ngay cả cái tháp Mông Ngựa. Thế tuy nhiên chúng ta chỉ nhìn có thể được 60-70% tới 70% thôi, yeah. Còn 30% vẫn mình vẫn bị che khuất. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì phía Hoa Kỳ đó làm con đường hành lang dọc theo ba ngọn thác hết. Thành ra nhất anh đến chết anh có thể đi sát đến luôn cái tháp Mông Ngựa. Yeah. Thành ra mình có thể nhìn cái hình ảnh của tháp Mông Ngựa đổ xuống vĩ đại lắm. Yeah. Là nước mà của 90% nước của đổ xuống thác là từ bên cái thác Mông Ngựa. Yeah. Tức là hình ảnh nhất anh hình dung là cái thác lượng nước rất là lớn. Yeah. Còn sau đó thì nhất anh có dịp đi qua phía Canada đúng không? Yeah. Thì Canada mình nhìn ban ngày, đó mình nhìn hình ảnh của ba cái ngọn thác nó tung trắng xóa hết. Nhất anh cứ hình dung đó cái thác Móng Ngựa đó nó sâu khoảng gần 60 mét, yeah. Có thể 55 mét đến 60 mét. Yeah. Nhưng mà cái mực nước khi mà nó xuống nó bắn ngược lên đó nó cao tới 200-300 mét cao, cái độ cao đó, cái steam nó giống như một loại steam đó, yeah. Tức là cái hơi cái bọt nước mà nó bắn lên, yeah. Bắn cao như vậy tại vì nhờ sức gió như nó đẩy lên thì nó rất là cao, yeah. Và đồng thời nếu mà đến bên phía Canada là chúng ta không thể nào ban đêm không đi ra ngoài xem thác được, yeah. Tại sao anh? Tại sao? Tại vì bên Canada họ dùng màu sắc đèn họ chiếu thẳng vào thác, thành ra yeah. Họ đã tạo ra cái màu sắc cho cái ngọn thác, yeah. Thành ra họ chiếu cả ba cái ngọn thác, thành ra màu sắc chiếu vào cái thác American, rồi thác Bridal View, rồi thác Móng Ngựa, thành yeah. Ra cả cái ba thác đó ban đêm nó được thay đổi màu sắc, yeah. Thành ra nó cũng tạo ra một cái cảnh sắc mà là tương đối là khác hẳn những nơi khác mà tôi có dịp đến thăm các cái ngọn thác ở trên thế giới này, yeah. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt nữa mà đến Niagara Falls chúng ta không thể quên được là chúng ta phải xuống đi phía bên Hoa Kỳ cũng được, đi phía bên Canada cũng được, chúng ta phải đi một cái thuyền mà từ đó chúng ta đi sát vào cái ngọn thác Móng Ngựa. Yeah. Khi mà đi cái con thuyền đó thì khi sắp vào Móng Ngựa, thác Móng Ngựa như vậy đó, thì nhất anh hình dung là cái mực nước lớn như vậy thì yeah. Nó đổ xuống và cái hơi nước nó bắn tung lên như vậy đó. Chỉ là con thuyền của mình nó sẽ lắc lư hay sao anh? Nó cũng khá lắc nhưng yeah. Mà dĩ nhiên thuyền nó nói đi sát, nhưng mà nếu mà chúng ta đứng ở trên cái phía cao của bên Hoa Kỳ, yeah. Hoặc là phía bên Canada mình nhìn thấy nó vẫn chưa vào sát, hoặc là qua những cái hình ảnh video mà chúng ta có thể hình dung ra được là cái khoảng cách của nó đến vào xa. Nhưng mà nếu mà nhất anh không mặc áo mưa đó chắc chắn là ướt như chuột, yeah. Tại vì giống như một trận mưa lớn vậy đó, yeah. Thành thường khi mà chúng ta đi vào cái thuyền đó thì thường thường người ta phát cho mình cái áo mưa, yeah. Mình khoác vào để tránh mưa, nhưng mà chỉ một phần nào thôi chứ còn nước nó vẫn chưa vào người mình hết, yeah. Nhưng mà nếu như vậy thì lúc nãy anh Thắng có nói là lúc nó bên Mỹ có xây một cái hành lang đó và để đi có thể đi thấy được hết, thì cái lúc đó lên khách du khách có bị văng nước vô đó không? Không, tại cái hành lang đó là mình đi trên cái ngọn thác. Thì lúc đó cũng không. Mình đi trên ngọn thác, yeah. Thì cái thác không, cái hơi nước khi bắn lên thì mình vẫn ướt chứ. Yeah. Đó. Nhưng mà tùy theo cái gió thổi phía nào thì cái hơi nước nó bắn về phía đó. Nhưng mà chắc chắn là đi thuyền là bắt buộc là phải mặc áo mưa rồi. Chắc chắn là phải, yeah. Phải có rồi, không, yeah. Là ướt hết. Yeah. Còn cái thứ hai nữa là người ta có thể đi vào những cái hang động đi dưới ngọn thác đó. Yeah. Đi vào len ở giữa cái hành lang ở giữa cái ngọn thác đang đổ xuống. Yeah. Thì cái đó mình cũng phải mặc áo mưa nữa, phía bên Hoa Kỳ đó. Yeah. Thành ra không là mình ướt như chuột. Yeah. Thành thử cái đó cũng là cái rất là đặc biệt khi chúng ta đến Niagara Falls. Quý vị có thể thứ nhất là được xem một cái ngọn thác mạnh nhất thế giới, và cái thứ hai là ngọn thác nói đẹp nhất thế giới thì không dám nói, nhưng mà nó có một cái không gian rất là riêng biệt, và cái cảnh của nó cũng là một cái hình móng ngựa, yeah. nó là một cái hình cong giống như hình bán nguyệt vậy đó, yeah. Nhưng mà người ta gọi là hình móng ngựa, yeah. Rồi cái thứ ba đó là cái sinh hoạt về cái không gian đó, cả phía Hoa Kỳ cũng cả bên Canada là du khách khắp nơi trên thế giới đổ dồn về, yeah. Thành thử bây giờ sang bên Canada đó, nhất anh cứ hình dung bây giờ người ta không những là xây hotel, người ta xây những cái lan can để cho người ta đứng thưởng thức cái thác nước cái gì, yeah. Người ta xây cả casino nè, yeah. Người ta xây những cái tower, yeah. Để chúng ta có thể lên trên đó ăn những bữa ăn trưa ăn tối, hoặc là chúng ta uống cà phê hoặc là uống rượu và ngắm cảnh sắc của thác, ba ngọn thác ở dưới chân mình. Và đồng thời thì cái sinh hoạt ở bên Canada nó tấp nập hơn bên phía bên Mỹ. Thứ nhất là nó có nhiều cái tiệm ăn, tiệm, yeah. Uống, nó có nhiều cái chỗ để cho trẻ em đi chơi, yeah. Và dĩ nhiên vào nhất là vào mùa hè như là mùa tháng 6, tháng 7, tháng, yeah. 8, yeah. Đó là những cái tháng gọi là rất là sầm uất. Thứ nhất là nóng. Cái thứ hai nữa là những cái mực nước của cái ngũ hồ nó đổ xuống, nó bắn lên, nó ướt người mình á,
có cái cảm giác mát nó lạ lắm. Yeah. Thành thử cái đó là cũng một trong những cái mà đã đến Niagara Falls là chúng ta phải cố gắng thử nhiều cái môn thể thao có được ở đó. Dĩ nhiên tôi chỉ nói là một phần nhỏ thôi, còn ngoài ra có nhiều cái môn thể thao như nhảy qua ở trên cầu, nhảy xuống, hoặc là chúng ta đi đu dây hoặc cái gì vân vân, nó nhiều nhiều câu chuyện ở Niagara Falls. Nha, yeah. Nói nhưng mà anh Thắng thì theo anh được hiểu đó là nếu như mà đi Mỹ thì nó về tự nhiên nhiều hơn đúng không anh Thắng? Còn... sinh hoạt nó ít hơn, yeah. Sinh hoạt nó ít hơn nhưng mà chúng ta ngắm một cách nó trầm lắng hơn, yeah. Và đôi khi mình ngồi thác như vậy, nhiều khi mình suy nghĩ về thiên nhiên với mình được. Yeah. Còn bên Canada thì nó tấp nập hơn, sầm ất quá, thành ra nó tạo cho mình cái nhiều khi mình không có nghĩ cái gì cho mình được, yeah. Bằng phía bên Mỹ. Nha, gần như là nếu mà đi bên Mỹ thì đi buổi sáng để mà có thể hòa chung với thiên nhiên, còn về ban đêm thì nên đi buổi trưa, ban đêm, buổi chiều thì chúng ta qua bên Canada, nhất là ban đêm thì ở Canada chúng ta mới nhìn được những cái đèn ánh đèn màu chiếu vào trong thác. Còn phía bên Mỹ thì quả thực tôi chưa ở ban đêm bên Mỹ, thành ra không biết. Chắc có lẽ từ bên Mỹ nhìn qua chỉ thấy cái đèn chiếu tới thôi. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, do chương trình Thế giới trong tầm tay đến đây xin tạm dừng. Thực ra thì 15 phút có lẽ là nó quá ngắn để có thể chúng nói được nhiều. Chúng ta chạy nước rút ra nói chuyện dài một cái thắng cảnh thì nó cũng hơi bất công cho cái thắng cảnh đó. Nhưng mà Nhân Anh hy vọng rằng là trong 15 phút này thì khán giả của Người Việt TV có thể hiểu rõ hơn về thác Niagara Falls, và hy vọng là trong một dịp nào đó khán giả sẽ có được dịp đặt chân tới cái chỗ thác mùa này. Mùa hè Niagara Falls là tuyệt diệu. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Nhân Anh xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý vị.